Chào bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài số 2 trong phần Shinkansen Master N3 nhé. Bài số 2 này nó có tên là Tōkan-kei-shite, tức là thể hiện một số cái mẫu ngữ pháp có một số cái mối liên hệ, đúng là thể hiện cái sự quan hệ. Thì chúng ta sẽ vào bài học luôn nhé. Cấu trúc đầu tiên của chúng ta đấy là mẫu Tori-ni, Dori-ni. Thì các bạn thấy rất là quen đúng không? Bởi vì chúng ta đã được học ở bài 34 sách Minna no Nihongo rồi. Mẫu câu này dùng khi nào nhỉ? Dùng khi chúng ta hướng dẫn đúng không nhỉ? Chúng ta hướng dẫn ai đó làm cái gì này, hoặc là chúng ta thể hiện là cái việc chúng ta làm cái gì theo đúng như cái gì đó đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau ôn tập lại cái đấy qua một số cái ví dụ sau nhé. Ví dụ câu số 1 này, imakara watashi ga iu hori ni kaite kudasai, có nghĩa là hãy viết theo đúng những gì tôi nói sau đây. Hoặc là chúng ta thay bằng thể tà này, saki watashi ga itta tori ni kaite kudasai, hãy viết theo đúng những gì tôi vừa mới nói. Hoặc là danh từ là chizu no tori ni kaijo ni kita, tức là tôi đã đến hội trường theo đúng như bản đồ. Thì cái này các bạn được học ở N4 rồi đúng không? Tất cả những cái mà dùng để hướng dẫn đối phương làm gì, hãy nói theo những gì tôi nói, hãy viết theo những gì tôi nói đúng nhỉ, đấy, hãy làm theo những gì tôi làm, hãy lắp máy theo những gì tôi hướng dẫn, vân vân. Thì những trường hợp như vậy chúng ta sẽ sử dụng mẫu này. Thì ở N3 này chúng ta sẽ mở rộng hơn một chút, nó không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn ai đó làm cái gì như vậy mà nó còn thể hiện sự giống nhau, sự tương tự nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái nội dung mà sẽ học ở trong phần N3 này nhé. Đầu tiên này, đó là phần do new, là phần vào bài. Thì ở đây mình sẽ cho bạn xem một bức tranh. Đây là một con quỷ đúng không, nó đang uy hiếp một cô gái, và đây là có một siêu nhân xịt đỏ đang bay đến đúng nhỉ. Thì chúng ta thấy rằng cô gái cô ấy nói là gì đây nhỉ? Omotta tori, Tsunoku wa atashi o tasuke ni kita. Đúng như gì đấy, đúng như em nghĩ, đúng như đã nghĩ. Tsunoku ấy thì đã đến cứu em đúng nhỉ? Cuối cùng cũng đến cứu em. Ở đây có cái từ Tsunoku, rõ biết là Tsuno nghĩa là gì không? Các bạn tự tìm hiểu xem Tsuno nghĩa là gì nhá. Đấy, người ta dùng cái từ omotta tori là đúng như em đã nghĩ. Thì bởi vì nhà bạn nữ này, bạn ấy nghĩ là cái bạn này này chắc chắn là bạn ấy sẽ đến cứu bạn ấy đúng không, và cuối cùng là điều đấy xảy ra thật. Như vậy là suy nghĩ và sự thật giống nhau, vì vậy trong trường này chúng ta cũng có thể dùng hori-ni. Nó sẽ mở rộng hơn là so với việc chúng ta chỉ có dùng trong cái trường hợp là nói gì đấy, hướng dẫn ai đó làm cái gì như ở N4 đúng không nhỉ. Thì N3 nó mở rộng hơn một chút như vậy nhé, và xem bạn bạn siêu nhân này nói gì này. Yorokobu wa mada hayai. Kimi no hidoi koto o zenbu shite ru yo. Oni-san ni ore ni kita zo. Là gì đấy nhỉ? Em vui hơi sớm rồi đấy. Anh biết tất cả những cái chuyện xấu mà em đã làm đúng không? Những chuyện xấu của em. Anh đến đây chỉ là để cảm ơn Oni-san thôi. Oni là ai đấy? Oni là quỷ đúng không nhỉ? Quỷ là Oni nhá. Đấy, đấy là một câu chuyện mà chúng ta mình dùng để hướng dẫn cho các bạn để vào bài. Thì ý nghĩa của mẫu câu này đó là theo như, theo đúng như, vẫn giống như là trong phần chúng ta đã học ở trong N4 thôi. Cách cấu thành mẫu câu này nó đi với những cái dạng sau, đó là nếu như là tori ni hoặc là tori da thì nó sẽ là danh từ cộng với no, bởi vì là tori này chúng ta coi như là một cái dạng danh từ nhé, nếu mà chữ Hán nó có dạng chữ Hán đấy các bạn ạ, nhưng mà rất ít khi viết bằng dạng chữ Hán. Đây mình sẽ gõ chữ Hán ở đây cho các bạn xem cái ngữ pháp này nếu biểu diễn chữ Hán nó như thế nào. Nó là như thế này này, nó chữ thông đấy. Thế nhưng thực tế thì rất là ít người người ta dùng cái dạng Hán tự này. Thì khi cái danh từ nhá thì nó sẽ là n no thori ni hoặc là n no thori da, thông thường thori da thì nó sẽ ở cuối câu, còn thori ni ở đỉnh câu, ở giữa câu. Các dạng khác chúng ta sẽ có là v rự đúng nhỉ, động từ thể rự này, v ta rự này đấy, ví dụ kaite aru tori ni theo đúng như viết ở trong sách ấy. Y rự này đúng nhỉ, vt y rự nghĩa là theo như cái gì đó, hay là gì đấy vta cộng với tori ni. Còn nếu như chúng ta biến về dạng dori đúng nhỉ, dori ni dori da thì danh từ chúng ta sẽ phải bỏ no đi. Cái này nó bị danh từ chúng ta sẽ phải bỏ no đi và chúng ta sẽ biến thành dori đúng không, thành n dori ni n dori da. Đấy là cái phần cách chia nhé. Cách sử dụng thì thế nào? Cách sử dụng đầu tiên, tori nó đi với những danh từ động từ diễn tả sự phát ngôn, suy nghĩ nhằm thể hiện ý nghĩa giống như vậy.
nhớ rằng đây là những danh từ, những động từ diễn tả sự phát ngôn, suy nghĩ nhằm diễn tả ý nghĩa giống như vậy nhé. Ví dụ như là theo đúng như viết, theo đúng như thông báo này, theo đúng như đã đọc này, đấy, theo đúng như đã giải thích, theo đúng như đã trình bày, những cái động từ như thế. Chứ các bạn không được lấy những động từ bất kỳ, không này theo đúng như đã ăn, theo đúng như đã tắm, vân vân nhá. Nó phải là những động từ diễn tả, những danh từ, những động từ diễn tả sự phát ngôn hoặc là suy nghĩ để thể hiện ý nghĩa là giống như cái phát ngôn đó, giống như cái suy nghĩ đó. Tiếp theo này, dori thì chỉ ghi danh từ thôi, đó là những danh từ như là yote, đúng nhỉ, yote là dự định này, kekap là kế hoạch này, shiji là chỉ thị này, mere là mệnh lệnh, kitai là kỳ vọng đúng không, kibo là nguyện vọng kỳ vọng, yoso là dự đoán, omoi là suy nghĩ, kangai cũng là suy nghĩ, để diễn tả ý nghĩa giống như vậy. Đấy, những cái danh từ này là những danh từ đi kèm với dori, tương tự các bạn không lấy danh từ bất kỳ, không lấy là gì nhỉ, kai mono dori, đúng không nhỉ, phải là nó thường nó chế hạn, nó hạn chế những cái chỉ những cái động từ như thế này thôi, kiểu kiểu thế này thôi sẽ đi cùng với nó nhé. Và đứng trước thori thì nhất thiết phải là n no thori, đừng có quên nhé, rất là nhiều người sẽ là n no dori hoặc là n thori, đấy là hai phần rất là dễ nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ví dụ để hiểu hơn về mẫu câu này. Ichi này, この料理は料理の方に書いてある thori の作り方で作ってみた。Tức là món ăn này thì tôi đã thử làm theo cách đúng như được viết trong sách nấu ăn. Thì đây nó dùng cái dạng gì đấy nhỉ? Torino n nhé, có thể dùng cái dạng liên dụng như thế này, dạng danh từ ở đằng sau cái dạng Torino như thế này, các bạn lưu ý. Câu số 2 này. Jin wa kanagazu shimo hito no kange no tori ni to wa kairanai. Tức là không hẳn là cuộc đời sẽ đi theo đúng như những gì chúng ta suy nghĩ. Thì đây có những ngữ pháp đấy là kanarazu shimo và kowa kairanai, nó nghĩa là không hẳn là, đúng không nhỉ? Đấy, không hẳn là cuộc đời sẽ đi theo đúng gì chúng ta suy nghĩ đâu. Chúng ta muốn làm một thứ nhưng mà đôi khi là chúng ta không thể làm được, đúng không? Hoặc chúng ta muốn nó thành công nhưng nó lại sụp bay, lại thất bại chẳng hạn. Đấy, thì có thể dùng mẫu này nhé, câu này nhé. Hoặc này, sang bằng này. Takka no shiai no kekka wa watashi no kitai ni dori datta. Nghĩa là kết quả trận bóng đúng như những gì chúng tôi kỳ vọng. Chúng tôi kỳ vọng gì nhỉ? Kỳ vọng của chúng tôi đúng không, cái kỳ tài của chúng tôi ấy là thắng, đúng nhỉ, và kết quả là đúng là thắng như vậy, thì chúng ta dùng để diễn tả điều đấy, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy rằng tất cả nó đều dùng để diễn tả cái sự nhỉ, sự giống nhau, sự tương tự. Đấy, thì mẫu đầu tiên của chúng ta là thori dori, mình nghĩ như thế nhé. Chúng ta sang mẫu tiếp theo, mẫu số 2. Mẫu số 2 là mẫu niyote, niyote. Chúng ta sẽ cùng xem cái này, cái bức tranh này. Ví dụ hỏi các bạn gì nhỉ? Cửa mono đấy, cửa hàng Sukina, cửa mono mang được đó. Các bạn thích cái món cái hoa quả gì nhất, đúng không? Thì chắc là mỗi bạn có một cái câu trả lời riêng, đúng không nhỉ? Người thì bảo là gì đây nhỉ? Người thì bảo là cà này, dưa hấu này, momo này, đào này, rồi ichi bộ, dâu tây này, banana chuối này, pineapple dứa đúng không? Rồi thì melon này, mango, mango, rồi thì dragon fruit này, hay là gì ạ? Kiwi, limbo, papaya, orange, vân vân, rất là nhiều loại quả và rất là nhiều người, mỗi người cũng thấy khác nhau. Để thể hiện cái gì là cái sắc thái là mỗi người một kiểu như thế, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu như thế này. Thì như vậy chúng ta sẽ có câu đấy là hito niyotte sukina kuramono ga chigau. Hito niyotte sukina kuramono ga chigau. Tức là tùy vào mỗi người, đúng nhỉ, mà cái món hoa quả khác, yêu thích của họ khác nhau, thì có mỗi người nhé mà cái loại quả yêu thích của họ khác nhau. Đấy, thì rõ ràng đúng không, có người thì thích cái nọ, người thì thích cái kia. Cái này thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái ví dụ tương tự, đúng không nhỉ? Ví dụ tùy vào mỗi người mà cách suy nghĩ khác nhau này, tùy vào mỗi người mà sở thích khác nhau, tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi nước mà tập quán khác nhau. Đấy, các bạn có thể thấy cái mẫu kiểu câu như vậy rất là nhiều, nó có một cái đối tượng và sẽ thay đổi theo từng cái từng cái hoàn cảnh khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu này nhé. Ngoài ra còn có một cái mẫu đấy là thêm qua và sau niyote, ví dụ khi tố niyote wa đúng không, khi tố niyote wa meron ga kirainai khi tố moi namoshirenai, có nghĩa là tùy vào từng người ấy, mà cũng có lẽ là có người ghét đúng không, ghét meron, ghét quả dưa gan đúng không, dưa gan Nhật ăn rất là ngon, thế nhưng mà mỗi người một kiểu mà đúng không nhỉ, vẫn có những trường hợp người ghét đi. Đấy, thì trong trường này trường cụ thể một cái ví dụ như vậy, chúng ta sẽ dùng mẫu câu như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào
đào sâu hơn vào cái mẫu câu này. Ý nghĩa của mẫu này đấy là tùy vào, phụ thuộc vào, thay đổi theo. Tùy từng câu các bạn dịch cho hợp lý nhé. Tùy vào này, phụ thuộc vào này, thay đổi theo này. Thì cái gốc tự là cách cấu thành. Mẫu này thì chỉ từ danh từ thôi, n cộng nhiêu t hoặc là n cộng nhiêu t ạ. Cách sử dụng thì chúng ta sẽ phân làm hai trường hợp, đó là nhiêu t và nhiêu t ạ. Nhiêu t nó biểu hiện sự thay đổi phụ thuộc vào từng đối tượng. Biểu hiện sự thay đổi phụ thuộc vào từng đối tượng. Ví dụ như cái ví dụ của chúng ta ban nãy là hoa quả và người, đúng không nhỉ? Thì tùy vào mỗi người, anh A thích quả dưa, anh B thích quả chuối, chị B thích quả dưa hấu, đúng không? Đấy, thì mỗi đối tượng nó sẽ lại có một cái định thay đổi khác nhau. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đấy nhá. Trong câu cũng thường sử dụng các động từ, các tính từ chỉ sự khác nhau đa dạng, đúng nhỉ? Đấy, nó là các động từ, các tính từ chỉ sự khác nhau, chỉ sự đa dạng như là chigaru, đúng nhỉ? Kawaru, kaeru, henkasuru, samazama, iroiro, đúng nhỉ? Sau đó chúng ta có từ chigaru, kawaru, kaeru, henkasuru là các động từ diễn tả sự biến đổi, đúng không? Nghĩa là thay đổi, là khác nhau. Còn samazama hay là iroiro có nghĩa là nó là tính từ đôi nam, nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là nhiều, đa dạng. Đấy, thì là nhiêu tên chắc chắn là như vậy nhá. Còn nhiêu tiểu á, nó cũng mang nghĩa là phụ thuộc vào, tùy theo, nhưng theo sau nó thường là những hoàn cảnh trường cụ thể, chứ không nói chung chung nhiêu tên. Nhiêu tên thì mấy cái từ chung chung này thôi. Đấy, ví dụ như là câu trên của chúng ta là tùy vào mỗi người mà cái loại quả yêu thích khác nhau. Thế nhưng mà cái nhiêu tiểu á, người ta nói rõ ra là có cái trường hợp là như nào đó, có người thì không thích quả cam, có người không thích quả táo, đúng không? Hay là gì đấy nhỉ? Tùy vào từng nước mà tập quán khác nhau. Đấy, chẳng hạn như là gì nhỉ? Chúng ta có thể nói câu là kuni niyotte, đúng không nhỉ? Siêu càng gấp, chigaru cả. Tùy vào từng nước mà tập quán khác nhau nhé. Nhưng nếu mà chúng ta nói rõ là tùy vào từng nước ấy, nhỉ? Mà có nước có tập quán ăn thịt chó chẳng hạn, ví dụ như chúng ta chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng lá niyotte vào. Đấy, đấy là hai cái sự khác nhau giữa niyotte và niyotte vào. Các bạn quan sát một số câu ví dụ này. Câu 1, ichi này, yobi niyotte ranchi no menu ga kawaru, tức là tùy vào từng ngày trong tuần ấy mà đơn bữa trưa thay đổi. Ví dụ như là người ta lập từ đơn, người ta sẽ thường phải lên là thứ hai ăn cái gì, thứ ba ăn gì, thứ tư ăn gì, đúng không? Thì từng cái ngày đấy có cái thực đơn bữa trưa khác nhau, đúng không? Ví dụ thứ hai ăn cá sakana, thứ b, thứ ba ăn torimi cự ăn thịt gà, thứ ba thứ tư ăn yumi cự chẳng hạn, thứ năm ăn y cờ ăn mực chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu này nhé. Yobi niyotte ranchi no menu ga kawaru, chigaru cũng được. Câu số 2 này, Nihongo no mokuteki wa hito niyotte samazama da. Câu này là câu mà chúng ta sử dụng cái tính từ đuôi na là samazama, có nghĩa là gì nhỉ? Đa dạng, nhiều, đúng không? Thì câu này là mục đích học tập tiếng Nhật đa dạng, từ là mỗi người, hoặc là mỗi người có một mục đích học tập khác nhau. Rõ ràng, đúng không nhỉ? Có người thì dùng để làm gì đấy, yêu cầu này, đi du lịch này, có người thì đi ra tự này, đúng không nhỉ? Đi du học, có người thì đi CC, đi thực tập sinh này, có người thì engineer đấy, có người thì chỉ là gì nhỉ, siêu mi thôi, đơn thuần là sở thích thôi. Mỗi người một khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu này để biểu hiện nhé. Câu số 3 này, siêu kiểu niyotte wa niku o taberu koto ga kinji darete iru, có nghĩa là ở đây có từ siêu kiểu, siêu kiểu có nghĩa là tôn giáo. Tùy vào từng tôn giáo ấy, tùy vào mỗi tôn giáo ấy, mà có thể là cái việc ăn thịt bị cấm. Thì cái này rõ ràng là chúng ta thấy đằng sau nó là một cái cụ thể, đúng không? Nó không xuất hiện mấy thằng chigaru, gì là kawaru, henka hay là samazama, iroiro. Nó là một cái trường cụ thể là ăn thịt bị cấm. Thì trong trường đấy chúng ta dùng niết của bạn nhé. Có tôn giáo thì cấm, có tôn giáo thì không cấm nhỉ? Mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà mình biết là hình như là Thiên Chúa giáo thì không cấm ăn thịt, nhưng mà đạo Phật những người theo đạo Phật là không được ăn thịt. Đấy là những cái chúng ta lưu ý ở đối với mẫu này nhé, đặc biệt là quan tâm đến cái sự khác nhau giữa niyotte và niyot, hoặc một cái là đằng sau là những cái chung chung, còn một cái đằng sau là một cái ví dụ cụ thể không có mấy từ chung chung đấy nhá. Tất nhiên là trong khi mà dùng ấy thì đôi lúc mình thấy mặc dù là đằng sau nó cụ thể đấy, nhưng người ta vẫn dùng niyotte hoặc ngược lại chẳng hạn, thì cái này cái tỷ số rất là nhỏ thôi. Các bạn khi học thì các bạn học trang tụ, còn khi mà vào thực tế chúng ta cố gắng chúng ta thay đổi, chúng ta điều chỉnh lại cho hợp lý. Chẳng hạn như chúng ta được học cái phần gì nhỉ, cái phần thẻ khả năng ấy, đúng không? Thì mình cứ học là ví dụ mình, tôi có thể ăn sushi ấy, mình cứ nói là sushi ga taberaremasu, dùng biến trợ từ sang trợ từ đó. Thế nhưng thực ra thì khi người ta nói chuyện, người ta vẫn dùng bình thường là
sushi và berarima, đúng nhỉ? Tôi có thể ăn sushi. Thì đấy là cái sự khác nhau một chút giữa sách giáo khoa, kiến thức chúng ta học lại thực tế, thì chúng ta phải chấp nhận thôi, đúng nhỉ? Tiếp theo là mẫu số 3, đấy là mẫu tha bì nhị. Tha bì nhị, chúng ta sẽ xem mẫu này nhé. Đây, đây là cô gì nhỉ? Đây là cô bạn gái dẫn bạn trai về nhà chơi, và khi gặp bố mẹ thì bạn trai nói như nào đây? Mô sư nana jisai na no ni o genki desu ne, à hai bác sắp 70 rồi mà trông vẫn còn khỏe nhỉ, đúng nhỉ? Kiểu nghe rất là ngứa 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 tiết đúng không? Hai bác rất là giận và nói là gì đây nhỉ? Mada goju nana nan dakedo, là gì đây nhỉ? Mới năm 72 cháu ơi. Đấy, mới có năm 7 thôi mà nó đã bảo là gì đấy, nó đã bảo là 70, nó còn bảo là hai bác vẫn còn khỏe nhỉ, ý là sao vẫn chưa 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 chết đấy đúng không? À thì như vậy thì thấy bạn ấy rất là sực sự, rất là thất lễ, và lần nào đến cũng vậy đúng nhỉ? Lần đầu tiên đến thì nói như thế này, lần sau đến thì lại cách khóe kiểu khác, lần nào cũng giống nhau như thế. Vậy thì mẫu câu nào để thể hiện cái điều đó đây? Chúng ta được dùng thay vì nghĩ nhé, thì câu này chúng ta có thể dùng như sau này, đó là watashi no kazoku ni aru tani ni bata sawa shitsurei na koto o itteiru. Watashi no kazoku ni aru tani ni bata sawa shitsurei na koto o itteiru, tức là cứ mỗi lần mà gặp gia đình tôi ấy, thì anh ba cả anh lại nói những cái điều thất lễ, đúng không? Ba cả mà đấy, thì lần nào cũng vậy, đừng mai coi, đúng không? Cứ gặp là nói như vậy, thì trong trường này chúng ta sẽ dùng mẫu ta bì nhị. Ý nghĩa của mẫu này như sau, đó là mỗi lần thì lại, mỗi lần lại nói những điều thất lễ. Cứ nghe bài hát này thì lại nhớ lại thời học sinh, thời sinh viên đúng không? Mỗi lần thì lại, cứ cách cấu thành của mẫu này như sau, đó là danh từ cộng với trợ từ no cộng tha bì nhị, động từ cộng với thể được cộng với tha bì nhị nhé, danh từ no và về được cộng với tha bì nhị. Zukai ka tả cách sử dụng mẫu này. Mẫu câu này có khá là nhiều cái chú ý, do vậy các bạn cần lưu ý nhé. Đầu tiên này, mẫu câu này thể hiện sự lặp lại đều đặn, cứ mỗi lần xảy ra trạng thái hoặc làm hành động phía trước tha bì nhị thì cũng diễn ra một sự thay đổi hành động khác nữa kèm theo, giống như ban nãy chúng ta vừa có đấy đúng không, là gì nhỉ? Là cứ mỗi lần gặp đúng nhỉ, đấy lần nào vậy, lần một, lần hai, lần ba, thì đằng sau đều có một cái sự gì nhỉ? Sự thay đổi một hành động khác nữa kèm theo, là nói những điều thất lễ, không điều nọ thì điều kia đúng không? Đấy, nó thể hiện sự lặp lại đều đặn. Một lần chúng ta sẽ không dùng tha bì nhị nhé, nhiều lần. Thứ hai này, cái chú ý này, đó là vế sau của mẫu câu tha bì nhị nó thường không đi với câu biểu thị trạng thái. Thế nào là câu biểu thị trạng thái? Là những câu danh từ, câu tính từ, đôi lúc là những cái động từ như là động từ a rự, động từ y rự, động từ de ki rự, đúng nhỉ, na rự. Thế nhưng mà thông thường khi xét với lại tha bì nhị thì nó là những cái câu tính từ và câu danh từ, thì người ta sẽ không có dùng ở phía sau nhé. Chẳng hạn này, nếu mà tiếng Việt mình hay nói kiểu là cứ mỗi lần gặp anh ấy tôi lại vui, thì mình sẽ nói là mỗi lần gặp cô ấy tôi lại vui, thì mình sẽ bảo là kanojo ni aru tabini ureshi. Mình nghĩ là hoàn toàn ok, hoàn toàn đúng, đúng không? Nhưng mà thực ra là bởi vì ureshi ở đây là một cái trạng thái nó bất biến, nó không thay đổi, do vậy thì nó sẽ không thể hiện cái bản chất là sự làm lại đều đặn, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ không sử dụng cái ureshi này. Muốn vậy chúng ta biến nó về dạng động từ là ureshi kunaru, đúng không? Thành là kanojo ni aru tabini ureshi kunaru. Tiếp theo nhé, đấy là cái mẫu này ấy, nó không đi kèm với các câu chỉ hoạt động làm thường xuyên hàng ngày, không đi kèm các câu chỉ hoạt động làm thường xuyên hàng ngày. Ví dụ mình nói là maya sa okiru tabini kao arate iru, là mỗi sáng, cứ mỗi lần thức dậy đúng không, thì tôi lại rửa mặt. Thì rõ ràng thì đúng vậy thật, đúng là mỗi lần thức dậy, lần nào thức dậy mình cũng sau đấy mình cũng rửa mặt thật. Nhưng thực ra thì nó là những hành vi mình làm hàng ngày, nó là gọi là hiển nhiên rồi, thì mình sẽ không dùng trong cái trường hợp tabini này, đúng không? Thì khi đấy mình dùng cái gì đây? Mình dùng cái te, đúng không? Maya sa okite kao arate iru, mỗi sáng sau khi thức dậy tôi luôn rửa mặt. Cái này các bạn cũng không dùng te cả đâu nhá, nhớ đấy. Tiếp theo này, đấy là vế sau thường không dùng thể phủ định, chẳng hạn như là kyūryō moraru tabini nani mo kaimasen, cứ mỗi lần nhận được lương ấy, thì tôi lại không mua gì hết, thì chúng ta không có dùng. Nó nghe rất là hên okashi đúng không nhỉ? Thì muốn như vậy chúng ta phải nói kiểu gì nhỉ? Kyūryō moraru tabini nani ka kaitaku naru, tức là mỗi lần nhận lương ấy, là tôi lại muốn mua một cái gì đó. Hoặc là nếu mà muốn dùng dạng phủ định thì bạn phải dùng cái dạng cách khác đi, ví dụ như là kyūryō moratta na, đúng nhỉ, nani mo kaimasen, dù nhận lương rồi nhưng tôi sẽ không mua gì hết, đúng nhỉ?
một số câu ví dụ để các bạn mà hiểu rõ hơn về mẫu câu này nhé. Đấy là ichi này, kono uta o kiku tabi ni yakusei jidai o omoidasu. Cứ mỗi lần nghe bài hát này thì tôi lại nhớ lại thời sinh viên. Đấy. Cứ mỗi lần nghe bài hát này tôi lại nhớ lại thời sinh viên thì gì nhỉ? Cái kiểu này dùng rất là nhiều với tabi ni. Đấy, cái kiểu mà cứ làm gì lại nhớ về cái gì đó ấy, đúng nhỉ? Đấy. Omoidasu nhé, ta do cứ omoidasu, nhớ về gia đình, nhớ về người yêu, nhớ về người bạn thời trước, nhớ về thời cấp 3, nhớ về thời thơ ấu. Cứ mỗi lần nghe bài hát này, cứ mỗi lần quay lại nơi đây, cứ mỗi lần gặp anh ấy, vân vân. Cái từ này dùng cực kỳ nhiều luôn. Và chúng ta lưu ý là nếu mà đằng sau là cái dạng cảm xúc, chẳng hạn như câu số 1 này này, đúng nhỉ? Đằng sau là dạng là cứ seji dai o omoidasu, là dạng cảm xúc nhớ lại thời sinh viên ấy, thì chúng ta có thể dùng một mẫu, đấy là mẫu gì nhỉ? Mitsuke, đúng nhỉ? Mitsuke te chúng ta sẽ học ở phần gì nhỉ? Phần N2 đấy nhá. Có thể nói là kono uta o kiku mitsuke te yakusei jidai o omoidasu. Hoặc câu số 2, tanjoubi no tabi ni ooki party o suru. Tanjoubi no tabi ni ooki party o suru, tức là cứ mỗi lần sinh nhật là tôi lại tổ chức tiệc rất là to, là náo vậy, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái mẫu này được sử dụng như vậy nhá. Chúng ta đi tiếp mẫu câu số 4. Mẫu câu số 4 của chúng ta là một mẫu đã được học ở trong phần N4 rồi, đó là mẫu bahodo, kerebahodo, narahodo, càng càng, đúng nhỉ? Ở đây bổ sung thêm, các bạn thấy có thêm một cái là danh từ cộng hodo đúng không? Thì bây giờ chúng ta xem mẫu này dùng như nào nhé. À, chúng ta có câu chuyện này. Kono tonyu nomeba nomu hodo oishi nonde mitara. Bạn này, bạn ấy đang nói với lại bạn nữ là gì đấy? Cái sữa đậu nành này ấy, thì nomeba nomu hodo oishi, chúng ta học ở trong N4 rồi là gì nhỉ? Càng uống thì càng ngon. Nonde mitara là em có muốn uống thử không? Và bạn này nói, dame dame, ta cứ sang nonde wa. Không được, không được, nếu mà uống nhiều thì sao đấy, chúng ta tự biết đúng không nhỉ? Rồi, như vậy là gì đấy? Bạn này, lần đầu tiên uống bạn thấy bình thường, lần sau bạn thấy ngon hơn, lần sau nữa thấy rất là ngon, quen vị rồi đấy, và bây giờ nghiện món này. Vậy thì mức độ càng tăng số lần uống đúng không nhỉ? Đấy, quen với số lần uống thì càng thấy ngon như vậy, thì chúng ta dùng những hình thức mẫu câu bảo hộ đồ này nhé. Ý nghĩa của nó là càng càng. Thì sự tốt tự là cách cấu thành mẫu câu. Thì các bạn quan sát này, cái này thực ra được học ở N4 rồi nên mình cũng nói lại một chút, tại vì cũng dùng khá là nhiều. Nếu như dùng với động từ ấy thì các bạn sẽ dùng thẻ điều kiện ở trước, đúng nhỉ? Thẻ điều kiện, ai còn nhớ cách khi thẻ điều kiện không? Thẻ điều kiện là nhóm một chia như nào đây? À, y thành e bà, đúng nhỉ? Ví dụ như là y, đúng nhỉ? Y thành y e bà, y thành y e bà, đúng không? Vậy chúng ta chia là thẻ điều kiện cộng với lại thẻ điều kiện nhé, động từ trên thẻ điều kiện, đằng sau là một cái gì nhỉ? Một cái động từ thẻ đựng cộng với từ hô đồ. Nhóm 2 thì các bạn sẽ, xin lỗi, với tính từ đuôi y các bạn sẽ bỏ y và thêm kê đề bào, đúng nhỉ? Đằng sau là tính từ đuôi y cộng với hô đồ. Ai bỏ y cộng kê đề bào này, ai cộng thêm hô đồ. Tính từ đuôi na thì sao? Các bạn sẽ thêm nara, đúng nhỉ? Bỏ na thêm nara. Và đặc biệt đằng sau là sẽ là ana hô đồ, không được bỏ na đi đâu nhé. Anara và Anahodo. Và một cái phát sinh, một cái mới ở trong N3, N4 chưa có học, đấy là danh từ, đúng nhỉ? Đối với dạng càng danh từ, càng danh từ chúng ta học cái kiểu câu như nào đấy, càng là nhiều người, càng là người giỏi tiếng Nhật thì càng gì đó này, càng là người nhiều tiền, đúng không? Càng là người nhiều tiền thì càng nhiều nỗi lo, thì chúng ta sẽ có hình thức này, đúng nhỉ? Đấy, N4 chưa có học cái này nhưng mà N3 học rồi nhé. Thì như vậy đằng trước đấy chúng ta sẽ cần phải có một cái dạng động từ thể đựng hoặc là ai ana gì đó bổ nghĩa cho cái dạng danh từ này, chứ không nói mỗi càng là người đúng không, thì không thể nào mà toát lên ý nghĩa được. Do vậy càng phải là người như thế nào đó thì sẽ là vê đựng ai hoặc ana. Bây giờ chúng ta xem cái cách dùng của mẫu này nhé. Cái này thì ra nó không có gì khó khăn lắm, đúng không, nó cũng khá là đơn giản thôi. Mẫu câu này diễn tả sự tăng tiến, khi một yếu tố này tăng ấy, sẽ dẫn đến mức độ yếu tố khác cũng tăng theo, thì rõ ràng đúng nhỉ, bởi vì là càng càng mà. Cái lưu ý thứ hai này, tuy trong thực tế thường dùng dạng đầy đủ nhưng cũng có thể bỏ phần chia với thẻ điều kiện phía trước đi, tức là mình nghe người Nhật nói đúng nhỉ, hoặc là nghe bài hát xem phim ấy, thì người ta vẫn nói dưới dạng là đầy đủ đấy, tức là có cả hai vế là bà và hô đồ nhé. Chẳng hạn như là càng nghĩ đúng nhỉ, càng nghĩ thì càng buồn chẳng hạn, người ta có thể nói là gì nhỉ, omoe ba omo hô đồ kanashi, đúng không? Đấy, thế nhưng mà
Trong thực tế thì chúng ta có thể bỏ cái phần điều kiện đi phía trước đấy đi, chỉ còn mỗi giọng hô đồ đằng sau thôi. Khi dùng với danh từ thì cần phải có động từ hoặc tính từ phía trước để làm rõ nghĩa danh từ đó. Thì cái này mình cũng vừa nói ban nãy rồi, không thể nào mà để mình cái danh từ nó đứng chỏng chơ được thì không thể hiện một cái nghĩa gì hết nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần nêbơn, vào phần câu ví dụ. Cái phần này mình cho khá là nhiều câu ví dụ nên các bạn lưu ý này. Ichi nhá, câu kinh điển của chúng ta. Nihongo wa benkyou sureba benkyou suru hodo omoshiroku kanjiru, tức là tiếng Nhật càng học càng cảm thấy thú vị. Ban đầu học thì chưa thấy thú vị lắm đúng không nhỉ, nhưng mà cứ dần 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 tăng tiến lên thì chúng ta sẽ dùng thế này, và có thể nói đơn giản, nói ngắn là gì nhỉ, Nihongo wa benkyou suru hodo omoshiroku kanjiru đúng nhỉ. Thế nhưng thực tế thì mình thấy người ta ít bỏ như vậy lắm, người ta vẫn nói đầy đủ cả ra. Câu số 2 này. Mondai wa muzukashi kereba muzukashi hodo tokitakunaru, tức là bài càng khó thì tôi lại càng muốn giải. Môn đai đây không phải là vấn đề, không phải là giải quyết vấn đề đâu các bạn nhé. Nếu mà giải quyết vấn đề các bạn phải dùng từ kaiketsu, thế nhưng đây thì dùng cái động từ tokimasu, thì các bạn phải nghĩa cái môn đai là cái bài tập mà càng khó thì tôi lại càng muốn giải đúng nhỉ. Mình chịu, mình không muốn giải những bài khó đâu. Câu số 3 này. Donna shokuhin demo shinsen nara shinsen na hodo oishii. Đấy. Dù là thực phẩm nào đi chăng nữa, thực phẩm nào cũng vậy thì càng tươi càng ngon, cái này thì rõ ràng đúng không các bạn. Câu số 4 này. Câu số 4 là chúng ta dùng dạng danh từ nhá. Câu 4 với câu 5, trong đó câu 4 là dùng dạng giống như là tính từ đuôi na. Nihongo wa yozuna hito hodo mainichi isshokenmei renshu shiteiru, càng là người giỏi tiếng Nhật thì lại càng chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Chúng ta cứ nghĩ rằng là người giỏi tiếng Nhật thì chắc là người ta cũng tức là để giỏi rồi ấy, để đạt đến mức giỏi người ta chăm rồi, nhưng mà đã giỏi rồi thì người ta sẽ không học đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, càng những người cái mức độ giỏi càng cao thì người ta lại càng chăm, có điều là người ta có phát hiện chúng ta thấy không đúng nhỉ? Thì chúng ta dùng mẫu này nhé. Hoặc là câu số 5 này. Kohiyo yomu hito hodo shimi ga dekinikui. Câu này trong phần đọc hiểu N3 có nghĩa là gì nhỉ? Càng người uống nhiều cà phê thì càng khó bị nám da. Đấy, thì đối với lại tính từ thì chúng ta phải bỏ đi nhé, kể cả shinsen nara này có thể bỏ phần nara đi cũng được. Nhưng mà thực ra khi nói chuyện thì mình nghĩ các bạn không nên bỏ, bởi vì mình thấy người Nhật thành người ta hay nói có cái đấy. Mẫu cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta đấy là mẫu suy đề nhị có nghĩa là nhân tiện, tiện thể. Chúng ta xem bức tranh này. Đây, bạn này đang gì nhỉ? Đang chơi game và em đang nấu ăn đúng không? Bạn hỏi là Aki, Aki, nani o shiteru no? Aki, em đang làm gì đấy? Đúng rồi, em đang làm gì vậy? Bạn ấy nói là Bangwon, tsukuteru, skoshi, techidate. À, em đang nấu cơm tối, ra giúp một tay. Và nói là gì đấy nhỉ? So ka, gohan o tsukuru tsuide ni thai o tsukute nesan ha ga itakute katai mono ga taberarenai. Là gì đây? À thế à, thế thì tiện nấu cơm ấy thì nấu cho chị nồi cháo đúng nhỉ. Đấy, chị đau răng không ăn được đồ cứng. Thì bạn này nói là sonna koto nai yo tabetakattara jibun de tsukute, tức là không có chuyện đấy đâu sói đúng không, nếu mà muốn ăn thì tự đi mà làm. Thì bạn này đã bảo gì nhỉ, rõ ràng là cô em này đang trong bếp đang tiện nấu cơm đúng không, thì tiện công đấy đúng nhỉ, thì nấu luôn nồi cháo hộ cô ấy, nhưng mà đứa em này nhất quyết không chịu. Thì trong trường hợp để sử dụng cái ý nghĩa là tranh thủ đúng nhỉ, lợi dụng nhân tiện cái cơ hội nó đang thuận lợi cho điều gì đó để làm, thì chúng ta sử dụng mẫu này nhá. Rồi chúng ta được cùng xem ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của mẫu câu này là nhân tiện, tiện thể. Thế thì rốt cấu thành mẫu câu này như sau, đó là danh từ cộng với no cộng với chư đề nhị, trong đó danh từ này phải là danh động từ đúng nhỉ, chứ không phải bạn cộng một danh từ bất kỳ, phải là những danh động từ ví dụ như là kaimono chẳng hạn này, shucho chẳng hạn này đúng nhỉ. Đấy, hay là gì nhỉ, kaimono này, shucho này, hay là sangka, đấy vân vân, nó phải là những danh động từ nhé. Tiếp theo đó là veru cộng chư đề nhị hoặc là veta cộng chư đề nhị. Cách sử dụng của mẫu câu này như sau. Mệnh đề trước thể hiện công việc chính sẽ làm hoặc đã làm, tùy cái câu đấy là trong quá khứ hiện tại đúng không? Mệnh đề trước thể hiện công việc chính sẽ làm hoặc đã làm, mệnh đề sau thể hiện công việc khác được làm không theo dự tính ban đầu mà nhân cơ hội làm việc chính nhờ các yếu tố khác thuận lợi thì người nói làm luôn. Chẳng hạn như câu nấu ăn vừa rồi đúng không? Thì bạn chị đúng nhỉ? Bạn nói là tiện nấu cơm ấy thì nấu cháo cho chị. Thì cái ban đầu bạn em là chỉ định là nấu gì à, nấu cơm thôi đúng không, còn nấu cháo thì chỉ có là cái phát sinh, cái không theo dự tính ban đầu thôi, nhưng mà
À, đang tiện công đấy, đúng nhỉ, đang tiện nồi niêu xoong chảo bếp dầu ăn đấy thì làm luôn nhá. Thì như vậy là cái đằng trước phải là cái hành động chính, là phải là cái chính mà chúng ta vạch ra ban đầu, cái sau chỉ là cái phát sinh thôi. Do vậy cái câu nào mà nó thể hiện cái nghĩ ngược lại, tức là đằng sau mới là chính, đúng nhỉ, đằng trước phụ, là chúng ta sẽ không dùng cái mẫu suy đề này. Chẳng hạn nhé, omiyage o kata suy đề ni ryokoshita, tiện mua đồ, đúng nhỉ, thì tôi đi du lịch. Không ai nói như vậy, đúng nhỉ, tiện mua quà lưu niệm thì tôi đã đi du lịch, nghe rất là hên đúng không? Chả ai nói thế, mà chúng ta sẽ phải nói là ryoko no tsuide ni, đúng nhỉ, hoặc ryoko shita tsuide ni omiyage o kata, tiện đi du lịch thì tôi mua quà luôn, vậy thì mới đúng nhá. Tiếp theo này, nó không dùng cho các sự việc hàng ngày đương nhiên phát sinh cùng nhau, không dùng cho các sự việc hàng ngày đương nhiên phát sinh cùng nhau. Ví dụ mayasa hao migaku tsuide ni kao ara, tức là mỗi sáng ấy, tiện đánh răng tôi rửa mặt. Rõ ràng chúng ta thấy là đánh răng rửa mặt thì chúng ta làm gần như là luôn luôn song song cùng nhau, đúng không? Đấy, thì thứ nhất là nó mang mức độ quan trọng như nhau, chẳng có gì tiện cho cái gì cả. Thứ hai đấy là gì nhỉ, đấy là những cái hành vi này là hành vi chúng ta làm hàng ngày thì chúng ta không có dùng nhá. Thì chúng ta phải nói là maya sa kao migaite kao ara, đúng nhỉ, là mỗi sáng sau khi đánh răng thì tôi rửa mặt, hoặc là ngược lại tùy mỗi người, đúng nhỉ. Mẫu câu, các câu ví dụ của câu này, ichi này, ryoko e iku tsuide ni kono tegami o dashite kuremasen ka, là gì đây, tiện thể đi ra ngân hàng ấy, thử dùng lá thư này được không. Thì cái việc đi ra ngân hàng là cái việc gì đấy, cái việc mà cái người được nhờ ấy, chủ đích ban đầu. Còn cái việc gửi lá thư này chỉ là cái phát sinh thêm thôi, không phải là cái chính nhá. Ở à đây dùng veru, đúng nhỉ, ít cộng suy đề nghị, là bởi vì hành vi này chưa có xảy ra, hành vi đi ra ngân hàng này chưa có xảy ra, do vậy chúng ta mới dùng là dạng veru nhá. Hoặc câu số 2 này, kai mono no suy đề nghị honya ni yotta, tức là tiện đi mua đồ tôi đã ghé hiệu sách, đây không phải hiệu suất, hiệu sách nhé các bạn nhé. Thì đây dùng giọng danh từ, thì chủ đích ban đầu nó là đi mua đồ, thế nhưng mà đi mua đồ xong là có thể là thừa thời gian này, có thể là gì nhỉ, có thể là cũng dư tiền này đúng không, nó thấy hiệu sách gần đấy đang khuyến mại đang sale thì tiện thể nó tạt vào luôn, nó mua luôn, thì chúng ta cũng dùng trong trường hợp này. Câu số 3 chúng ta dùng với tờ shigoto de Kyoto ni ita tsuide ni Koko jidai no yujin ni yatta, tức là tiện thể đi công tác Tokyo ấy, đi Tokyo có công chuyện. Đây phải là Kyoto chứ nhỉ, không phải là, xin lỗi, đây không phải là Tokyo mà phải là Kyoto nhé. Tiện thể đi Kyoto có công chuyện thì tôi đã gặp người bạn từ cấp 3. Ở đây chúng ta là một câu đã, hành động này đã xảy ra rồi đúng không, thì do vậy chúng ta sẽ dùng V8 nhé. Đấy là cái mẫu của chúng ta. Như vậy là trong bài hôm nay chúng ta học được 5 mẫu. Mẫu đầu tiên là Dori ni, đúng nhỉ, Dori ni, nó thể hiện sự giống nhau, sự tương tự này. Mẫu thứ hai đó là gì đấy, đó là niyote, đúng nhỉ, nghĩa là tùy thuộc vào, thay đổi theo, và nhớ phân biệt với niyote. Một cái là đằng sau là chung chung, một cái là đằng sau là một ví dụ cụ thể nhé. Cái mẫu thứ ba là tha đi nghĩ, là mỗi lần, lưu ý các dấu hiệu đằng sau, không đi với câu phủ định này, không đi với những sự việc hàng ngày này, không đi với lại câu trạng thái, câu danh từ, câu tính từ. Cái thứ ba là dạng gì đây, dạng tăng tiến càng càng đúng không, đã học ở N4 nhưng vẫn nên nhớ, đó là gì nhỉ, đó là nó có thể bỏ đi, chúng ta có thể bỏ đi cái phần gì đây, phần thẻ điều kiện phía trước, chỉ còn mỗi dạng hô đồ đằng sau thôi. Hoặc là chúng ta có thể làm gì đấy nhỉ, có thể dùng thêm cái dạng danh từ, đúng nhỉ, càng là người như thế nào thì như thế nào đấy. Và cuối cùng đấy là suy đến ý, là tiện thể làm cái A thì chúng ta sẽ nhân cơ hội để chúng ta làm cái B luôn, bởi vì là đang tiện đấy. Đây là những cái mà chúng ta sẽ đã học trong bài hôm nay. Thì hôm nay các bạn thấy không có phần so sánh đúng không, thực ra là bởi vì tính đến thời điểm này chúng ta chưa học những cái mẫu câu nào mà nó tương tự mấy cái mẫu câu học ngày hôm nay, do vậy mình không so sánh ở đây, mình viết cách dùng khá là chi tiết, các bạn có thể xem đi xem lại xem kỹ để chúng ta nhớ được rõ hơn nhé. Còn ví dụ như là khi mà học lên N2 hay N1 ấy, thì nó sẽ xuất hiện những mẫu câu tương tự những mẫu câu như này, thì đến lúc đấy mình sẽ nói lại cho các bạn, mình sẽ ôn tập lại cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn học tốt.